Ngày 7 tháng Giêng, có một con kênh nhỏ rộng khoảng 1 phút. Có một con kênh nhỏ rộng khoảng 1 phút chảy giữa những cánh đồng lúa mì xanh tươi. Có một con đường mòn dọc theo nó và bạn có thể dạo bộ cùng con kênh trong một khoảng thời gian mà không gặp gỡ một con người nào. Chiều hôm đó yên tĩnh lạ lùng, một con chim dễ cùi với đôi cánh màu xanh rực rỡ gây kinh ngạc đang uống nước trong con kênh đó. Nó có màu nâu vàng với đôi cánh xanh rực rỡ kia. Nó không là một trong những con chim dễ cùi kia. Bạn có thể tiến lại nó khá gần mà không bị kêu lên. Nó nhìn bạn sửng sốt thú vị và bạn nhìn nó bằng tình yêu bùng nổ. Nó tròn trịa và thanh thoát và rất đẹp. Nó chờ đợi bạn để xem thử bạn sẽ làm gì. Và khi bạn không làm gì cả, nó bình tĩnh hơn và lúc này bay vụt đi không một tiếng kêu. Trong con chim đó, bạn đã gặp gỡ mọi chim chóc đã từng có trên quả đất này. Nhờ vào bùng nổ đó đã tạo ra cho bạn như thế. Nó không là bùng nổ được suy nghĩ, hình dung và được lên kế hoạch cẩn thận. Nó chính xác đã xảy ra bởi một mãnh liệt và cuồng nộ mà chính sự choáng váng bị gây ra bởi chúng kết thúc mọi thời gian. Nó không là bùng nổ được suy nghĩ, hình dung và được lên kế hoạch cẩn thận. Nó chính xác đã xảy ra bởi một mãnh liệt và cuồng nộ mà chính sự choáng váng bị gây ra bởi chúng kết thúc mọi thời gian. Nhưng bạn dạo bộ trên con đường mòn chật hẹp đó, ngang qua một cái cây đã trở thành biểu tượng của một ngôi đền, vì đã có những bông hoa và một hình ảnh được sơn phết vụn về, và ngôi đền là biểu tượng của một sự việc nào đó, và một sự việc nào đó cũng là một biểu tượng bao la. Những từ ngữ, những biểu tượng đã trở thành giống như lá cờ quan trọng khủng khiếp. Những biểu tượng là tro bụi dùng nuôi sống cái trí, và cái trí cằn cỗi không còn đơm hoa kết quả nữa, và suy nghĩ lại sinh ra từ chất thải đó. Nó khôn khéo, có tài sáng chế giống như tất cả mọi thứ sinh ra từ trống rỗng vô vị đó. Nhưng cái cây rất hùng vĩ, đầy lá, đang ấp ủ vô số chim chóc. Mặt đất chung quanh được quét dọn và giữ gìn sạch sẽ. Họ đã làm một bệ đất bùn quanh cái cây, và trên nó là một bức tượng. Dựa vào thân cây đồ sộ, chiếc lá rất dễ bị héo tàn, nhưng bức tượng bằng đá lại không. Nó sẽ bao dung những cái trí đang bị hủy hoại. Ngày 8, mặt trời sáng sớm trên mặt nước tỏa ánh sáng long lanh gần như làm mù mắt. Chiếc thuyền của một người chài lưới đang chui qua con đường mòn rực rỡ đó, và có một làn sương mù mỏng lẫn trong cây cối trên bờ bên kia. Con sông không bao giờ đứng yên, luôn luôn có một chuyển động, một vũ điệu với vô số bước nhảy, và sáng nay nó rất sinh động, đang làm cây cối bụi rậm nặng nề và đờ đẫn, ngoại trừ chim chóc đang gọi nhau, đang hót, và những con vẹt khi chúng bay ngang qua kêu ken két. Những con vẹt này sống trong cây me bên cạnh ngôi nhà, và chúng sẽ bay đến và bay đi suốt ngày, không giây phút nào ngơi nghỉ trên đường bay của chúng. Những cơ thể màu xanh lá cây sáng này óng ánh dưới mặt trời, và những cái mỏ cong rực rỡ lên khi chúng bay xẹt qua. Đường bay của chúng nhanh và không chao đảo, và bạn có thể nhìn thấy chúng trong những lá cây, xanh nếu bạn nhìn kỹ càng. Và ngay khi chúng ở trên lá cây, chúng trở nên vụng về và không ồn ào như trên đường bay của chúng. Tuy rằng còn sớm, nhưng tất cả những con chim đã bay đi khỏi chỗ nghỉ đêm từ lâu trước khi mặt trời ở trên con sông. Thậm chí vào giờ đó, con sông được đánh thức bởi ánh sáng của bầu trời, và thiền định là đang mài bén sự bao la của cái trí.
cái trí không bao giờ ngủ, luôn luôn tỉnh thức. Đó đây những mảnh vá ráp nối của nó. Đó đây những mảnh vá ráp nối của nó bị bào mòn bởi xung đột và đau thương, bị làm đần độn bởi thói quen và những thỏa mãn trôi nhanh và mỗi vui thú để lại tì vết của ham muốn. Nhưng tất cả sự việc gây rối, nhưng tất cả những sự việc gây tối tâm này không để lại một chút không gian nào cho tổng thể của cái trí. Những sự việc này trở nên quan trọng khủng khiếp và luôn luôn nuôi dưỡng thêm nhiều sự quan trọng ngay lập tức, và cái bao la vô hạn bị gạt đi để nhường chỗ cho cái nhỏ xíu, cái ngay lập tức. Cái ngay lập tức là thời gian của suy nghĩ, và suy nghĩ không bao giờ có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào ngoại trừ những vấn đề thuộc máy móc. Nhưng thiền định không theo phương cách của một cái máy, nó không bao giờ có thể tập hợp cùng nhau để đạt tới một chỗ nào đó. Nó không là con thuyền để đi qua bờ bên kia, không có bờ. Nhưng thiền định không theo phương cách của một cái máy, nó không bao giờ có thể tập hợp cùng nhau để đạt tới một chỗ nào đó. Nó không là con thuyền để đi qua bờ bên kia, không có bờ, không đang đến và giống như tình yêu, nó không có động cơ. Nó là một chuyển động vô tận mà hành động của nó ở trong thời gian nhưng không thuộc thời gian. Mọi hành động của ngay lập tức của thời gian là mảnh đất của đau khổ. Không sự việc nào có thể tăng trưởng trên đó ngoại trừ xung đột và đau khổ. Nhưng thiền định là nhận biết mảnh đất này, và một cách không chọn lựa, không bao giờ cho phép một hạt giống bám rễ, dù nó có thú vị bao nhiêu và dù nó có đau thương bao nhiêu. Đọc lại. Nhưng thiền định là nhận biết được mảnh đất này, và một cách không chọn lựa, không bao giờ cho phép một hạt giống bám rễ, dù nó có thú vị bao nhiêu và dù nó có đau thương bao nhiêu. Thiền định là đang chết đi trải nghiệm, và ngay lúc đó chỉ còn rõ ràng mà tự do của nó ở trong đang thấy. Thiền định là một hân hoan lạ thường, không mua được nơi chợ búa, không một đạo sư hay đệ tử nào có thể thuộc về nó. Mọi tuân theo và hướng dẫn phải kết thúc thật dễ dàng và tự nhiên như một chiếc lá rụng xuống đất. Vô hạn ở đó ngập tràn khoảng không gian nhỏ xíu và toàn thể không gian. Nó đến êm ả như cơn gió nhẹ thổi qua dòng nước, nhưng suy nghĩ không thể nắm bắt nó, và quá khứ, thời gian không thể đo lường nó. Đọc lại. Vô hạn ở đó ngập tràn khoảng không gian nhỏ xíu và toàn thể không gian. Nó đến êm ả như cơn gió nhẹ thổi qua dòng nước, nhưng suy nghĩ không thể nắm bắt nó, và quá khứ, thời gian không thể đo lường nó. Đọc lại. Vô hạn ở đó phải ngập tràn khoảng không gian nhỏ xíu và toàn thể không gian chấm phẩy. Nó đến một cách êm ả như cơn gió nhẹ thổi qua dòng nước, nhưng suy nghĩ không thể nắm bắt nó, và quá khứ phải thời gian không thể đo lường nó. Ngày 9, bên kia sông khói đang bốc lên theo một cụm thẳng đứng. Nó là một chuyển động đơn giản bùng lên bầu trời. Không có một hơi thở của không khí, không có một gợn sóng trên con sông, và mọi chiếc lá đứng yên. Những con vẹt là chuyển động ồn ào duy nhất khi chúng bay xẹt qua. Ngay cả con thuyền của những người đánh cá nhỏ xíu cũng không quấy rầy dòng nước. Mọi thứ có vẻ đã đông cứng trong bất động ngoại trừ khói. Mặc dù nó đang bốc thẳng lên bầu trời, nhưng vẫn có một vẻ tươi vui nào đó trong nó và tự do của hành động tổng thể. Và xa khỏi ngôi làng và khói là bầu trời bừng sáng của buổi chiều. Đã có một ngày mát mẻ và bầu trời khoáng đãng,
và có ánh sáng của một ngàn mùa đông. Nó ngắn, đang xuyên thấu và đang lan rộng. Nó theo cùng bạn khắp mọi nơi, nó sẽ không rời bạn, giống như hương thơm. Nó ở trong những nơi không mong đợi nhất, nó ở trong những nơi không mong đợi nhất. Nó dường như đã thâm nhập vào ngõ ngách bí mật nhất của thân tâm đang hiện diện của người ta. Nó là một ngọn đèn không có bóng, không có bóng. Nó là một ngọn đèn không có bóng, và mọi cái bóng đã mất đi chiều sâu của nó. Bóng đây là cái bóng, con râm, cái bóng. Nó là một ngọn đèn không bóng, và mọi cái bóng đã mất đi chiều sâu của nó. Bởi vì nó, mọi vật chất đều mất đi tính dày dặn. Như thế, bạn nhìn xuyên thủng mọi thứ, qua cây cối ở phía bên kia bức tường, qua cái tôi riêng của bạn. Cái tôi của bạn cũng phản phất và khoáng đãng như bầu trời. Nó rất mãnh liệt, và ở cùng nó là ở cùng đam mê. Không phải đam mê của cảm thấy hay ham muốn, nhưng một đam mê sẽ không bao giờ úa tàn hay chết đi. Nó là một ánh sáng lạ thường, nó phơi bày mọi thứ và khiến cho chúng mong manh. Và cái gì không phòng vệ là tình yêu. Bạn không thể là cái gì bạn đã là. Bạn bị đốt cháy rụi, không để lại bất kỳ tro tàn nào. Và thật bất ngờ, không còn một thứ gì ngoại trừ ánh sáng đó. Ngày 12. Một bé gái nhỏ xíu cỡ 10 hoặc 12 tuổi đang dựa vào một cái cọc trong vườn. Em bé bẩn thỉu, tóc không được gội trong nhiều tuần lễ, đầy bụi và không được chải. Quần áo em bé rách nát và cũng không giặt giũ, giống như cơ thể của em. Em bé có một miếng dẻ dài quấn quanh cổ, và em đang nhìn vài người đang ngồi uống trà ở mái hiên. Em nhìn bằng dửng dưng hoàn toàn, không một cảm thấy, không một suy nghĩ về việc gì đang xảy ra. Cặp mắt em bé dán vào nhóm người dưới lầu, và mỗi con vẹt bay xẹt qua không tạo ấn tượng gì nơi em. Và cả những con chim bồ câu mềm mại có màu đất ở rất gần em bé cũng vậy. Em không bị đói, có thể em bé là con cái của một trong những người hầu, vì dường như em đã thân thuộc nơi này và được nuôi ăn khá đầy đủ. Em kiềm chế bản thân như thể em là một cô gái trẻ đã trưởng thành đầy tự tin, và quanh em có một xa cách lạ lùng. Khi bạn nhìn ngắm em tương phản con sông và cây cối, bỗng nhiên bạn cảm thấy rằng bạn đang nhìn ngắm buổi tiệc trà, không mọi cảm xúc, không mọi suy nghĩ, hoàn toàn dửng dưng với mọi sự vật và với mọi chuyện có thể xảy ra. Và khi em bé đi khỏi, tới một cái cây nhìn ra sông, chính là bạn đang đi khỏi, chính là bạn ngồi trên đất bụi bặm và gồ ghề, chính là bạn nhặt một khúc cây lên và ném nó qua bờ sông cô đơn, không cười và không bao giờ quan tâm. Lúc này bạn đứng dậy đi khỏi và lang thang quanh ngôi nhà, và lạ lùng thấy bạn là những con chim bồ câu, những con sóc chạy thật nhanh lên cây, và người tài xế bẩn thỉu không tắm rửa đó, và con sông chảy đi rất lặng lẽ. Tình yêu không là đau khổ, và nó cũng không được tạo ra do ghen tuông, nhưng nó nguy hiểm bởi vì nó hủy diệt. Nó hủy diệt mọi thứ con người đã xây dựng quanh anh ấy, ngoại trừ những viên gạch. Nó không thể xây dựng đền chùa, và cũng không đổi mới xã hội đang thối nát. Nó không thể làm gì cả, nhưng nếu không có nó, không có gì có thể được làm ra. Dù bạn có làm bất kỳ việc gì, mọi máy tính và sự tự động hóa có thể thay đổi hình thể của những sự vật và cho con người sự nhàn nhã, mà sẽ trở thành một vấn đề khác khi đã có quá nhiều vấn đề rồi. Tình yêu không có vấn đề, và đó là lý do tại sao nó rất hủy diệt và nguy hiểm. Con người sống bằng những vấn đề,
những sự việc liên tục và không giải quyết được kia. Nếu không có chúng, anh ấy sẽ không biết làm cái gì. Anh ấy sẽ không còn nữa và trông không còn nữa, không kiếm được cái gì cả. Đọc lại, con người sống bằng những vấn đề, những sự việc liên tục và không giải quyết được kia. Nếu không có chúng, anh ấy sẽ không biết làm cái gì. Anh ấy sẽ không còn nữa và trông không còn nữa, không kiếm được cái gì cả. Vì vậy, những vấn đề gia tăng vô tận. Trong khi đang giải quyết một cái thì lại nảy sinh một vấn đề khác. Nhưng dĩ nhiên, chết là hủy diệt, nó không là tình yêu. Tuổi già, chết là tuổi già, bệnh tật và những vấn đề mà không máy tính nào có thể giải quyết được. Nó không là hủy diệt mà là tình. Nó không là hủy diệt mà tình yêu mang lại. Nó không là chết mà tình yêu mang lại. Nó là tro tàn của một ngọn lửa đã được tạo ra cẩn thận, và nó là ồn ào của những cái máy tự động đang chạy liên tục, không bị gián đoạn. Tình yêu, chết, sáng tạo không thể tách rời được. Bạn không thể có một việc nhưng lại phủ nhận hai việc còn lại. Bạn không thể mua nó nơi chợ búa hay trong mọi nhà thờ. Đó là những nơi cuối cùng mà bạn sẽ tìm nó. Nhưng nếu bạn không nhìn và nếu bạn không có những vấn đề, không một vấn đề nào, vậy thì nó có lẽ đến khi bạn đang nhìn hướng khác. Nó là cái không biết được, và mọi thứ bạn biết phải tự cháy rụi, không để lại tro tàn. Quá khứ hạnh phúc hay bi thảm phải bị loại bỏ thật ngẫu nhiên, không cần mọi động cơ, như cô bé đó đang ném một cây gậy qua bờ sông. Đốt cháy của cái đã biết được là hành động của cái không biết được. Đốt cháy của cái đã được biết là hành động của cái không biết được. Đốt cháy của cái đã được biết là hành động của cái không biết được. Ở xa xa một ống sáo đang thổi không hay lắm và mặt trời đang lặn. Một quả cầu đỏ rực khổng lồ đằng sau những bức tường của thị trấn, và con sông là màu sắc của lửa dịu và chim chóc đang ùa vào cây cối để qua đêm. Tạm dừng, trang 320.